Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Ngọc Huy Audio của em, và hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một mẫu dây âm hai đầu AV như thế này của hãng Sunmu. Dây thiết kế khá là đẹp. Dây lõi đồng mà bạc như thế này thì nó sẽ cho ra cái chất âm khá là hay, tơi và nhuyễn, và đặc biệt lên tiếng bass rất là sâu. Dây thiết kế rất là cứng cáp, khó bị gãy, và cái lớp này của nó bự bằng cái ngón tay út của em. Và dây này bề ngoài chống cháy của nó rất là tốt. Đây, đây là mã của dây. Và có một cục chống nhiễu như thế này, cũng có cái logo của Sunmu như thế này, và hai đầu AV sẽ cho phân chia âm dương như thế này để các bác dễ phân biệt. Và hai đầu jack nhìn khá là sáng, với nhiều khứa như thế này nó sẽ giúp mình tiếp xúc rất là tốt và cho đường truyền ra âm thanh cũng rất là hay, nhìn rất là sáng. Em cho các bác xem cái logo của nó, chỉnh đầu rất khá là nhỏ để em bắt nét cho các bác. Nhìn khá là đẹp. Và một dây bên em như thế này, chiều dài khoảng 1 mét, thì bên em có giá là 650.000 cho một dây như thế này. Thì các bác nào có muốn trải nghiệm dây này thì các bác cứ để lại số điện thoại dưới phần bình luận, em sẽ tự động liên hệ với các bác, hoặc là các bác có muốn trải nghiệm trực tiếp cứ đến địa chỉ 198/4C đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thì mọi thông tin bên em sẽ để ở phần mô tả. Cảm ơn các bác đã xem video của em.